Hello, xin chào tất cả anh em đang xem trên kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì mình tiếp tục với cái tựa game là ETS 2. Hôm nay mình sẽ lái một con Long Star. Các bạn thấy trên màn hình không? Long Star, rất là đẹp luôn. Con này đời 2015 nha mọi người, 2015 nha anh em. Con này thì Việt Nam mình cũng khá là hiếm. Con này nếu mà ở ngoài đời thật á, là nó sử dụng máy Cumin. Mình không biết là Cumin 1cam 2cam mình cũng không rõ lắm, nhưng mà đã nói được sản xuất tại Canada. Lý do mà nó ít tại Việt Nam á, bởi vì Canada thì nó có tuyết, nên là hàng đó khi mà đã qua sử dụng rồi thì nó không có tốt. Nên là thường tuyết là người ta rải muối lên đó, nó tan để trên đường người ta chạy đó. Nên khi mà tuyết muối nữa thì nó ăn mòn kim loại, nên là hàng nó không có chất lượng, nên là chúng ta chỉ nhập về ở các nước như Canada. Mà cái loại Long Star này nó sản xuất tại Canada thì nó tương tự như những cái chiếc tẹt đó, tẹt chiếc platform mà tài xế hay gọi là chiếc platform ấy mọi người. Đó này, được không? Hiện tại mình đang kéo một cái cong đi hàng rất là gần luôn. Rồi, mình vào trong cabin cho mọi người xem nha. Gương thì nó tương tự như những chiếc cách ca. Nếu mà anh em mà đam mê xe thì biết chiếc cách ca rồi chứ. Cách ca đi đó, của hãng Ford Line đó. Vô lăng thì dàn cặp lô thì y chang những chiếc dòng mắt Ford mà tài xế hay gọi dòng mắt Ford đó. Đây, giường này, xe này giường lỡ nha. Giường lỡ đó, một giường à, tốc lô y chang những chiếc yên tệ luôn, y chang chiếc mắt pho. Thấy không, bánh này hai cái lốc kia các bạn thấy không, xịt xà đã không, coi đây còi còi hơi luôn nha, còi hơi luôn nha, chứ không hay còi còi điện nha. Mình sẽ ra ngoài cho các bạn xem này. Được, mình đang kéo một cái thùng. Thùng này thì chắc thùng này chắc thùng 45 feet nè, nó khá dài luôn, 45 feet. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vận chuyển cái hàng này, mình chạy sang bên kia nha. Đi thôi, let's go. Rồi, bây giờ thì mình sẽ di chuyển nha, di chuyển sang bên chỗ bò hàng, mình đề máy lên nha. Bạn nghe tiếng máy nha. Wow. Đó, mình sẽ đi, các bạn thấy cái màn hình trên tốc lô không? Đó, màn hình đó là mình đi di chuyển theo cái màn hình đó nha. Rồi, di chuyển thôi. Tự động nha, mình thấy là xe số tự động, không có số này, là số tự động luôn. Thank you.
ông nó dài mà qua cua phải ôm cho nó rộng lên cho mọi người, rộng cho ông là dễ lắm. Này giờ mình ra ngoài này mình phải ôm rộng ra cho rộng ra không hết luôn. Đang về nha anh em, cố gắng nếu mà anh em nào mà yêu quý mình để lại mình một like và một subscribe để đón chờ những video mà mình review cái vô lăng cho mọi người xem nha. Lái bằng phím này nó rất là khó lắm, khó hơn là lái ấy. Quay thì máy nó hết pin, để mình xem thử cái chỗ nó lùi vào đó, xem lại cái bản đồ nha. Bản đồ thử coi, à đằng sau chứ không phải bên này, nhầm rồi. Đang quay thì máy hết pin. Wow.
nhiều. Đang nhiều. Nhầm lái rồi anh em ơi. Đeo hết lái luôn. Wow, đánh xe, đã lái lại. Đã lái lại nhiều đấy. Rồi, đó nha. Mình chưa quen nên khó khăn. Rồi, trong việc thì video này mình làm ngắn gọn thôi nha mọi người. Thì anh em nào mà yêu mến mình, để lại cho mình một like, một subscribe và một comment phía dưới. Mình sẽ làm những video xem và vô lăng về cho các bạn xem nha. Thôi, chào tạm biệt mọi người.